Anh em đã có nhu cầu đóng coi uy tín chất lượng, giá ưu đãi thì có thể liên hệ mình qua fanpage Bao Game. Link page hoặc là số Zalo mình đã để dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, chúng anh em đã quay trở lại với cả channel của mình và mình là Bao Game đây. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đi trải nghiệm về đội hình của Manchester United mùa giải 2024-2025 anh em ạ. Đáng lẽ ra mình sẽ đi làm về Luis Diaz nhưng mà mình lại không mượn được nick anh em ạ. Mình có mượn được nhưng mà cái nick đó thì cái danh nó lại chưa đủ cho nên mình chưa có làm. Nên mình sẽ đi làm về video trải nghiệm đội hình anh em nhá. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng đội hình của mình với hàng thủ là Onana và bộ tứ phòng ngự Luxor, Diego Dalot và hai bộ đôi trung vệ đó chính là Lisandro Martinez cùng với cả Matip Delic anh em ạ. Ở phía trên hàng phòng ngự chúng ta có sự xuất hiện của Casemiro vị trí tiền vệ phòng ngự, tiền vệ tấn công Bruno Fernandes và một bốc tu bốc không ai khác đó chính là Kobbie Mainoo anh em ạ. Phía trên hàng công chúng ta có sự xuất hiện của Garnacho bên cánh phải và bên trái đó chính là Marco Rafus, một cầu thủ đang không có một phong độ tốt ở thời điểm hiện tại. Và đá cao nhất trên hàng công là một trong những cầu thủ đang chấn thương đó chính là Rasmus Højlund, nhưng mà mình chưa có phiên bản nào xịn sò của Zixe, mình cũng chưa cho vào được. Thì đây ở hàng dự bị thì mình có rất nhiều cái tên đã từng thi đấu cho Manchester United anh em ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm đầu tiên về cái đội hình Manchester United mùa giải 2024-2025 anh em nhá. Nói chung thì đây mình cũng nói luôn là mình đá online anh em ạ, đá online thôi. Tại vì nhiều cầu thủ cũng hết hạn rồi mà mình cũng không muốn ra hạn, mình lười. Cho nên là thôi anh em thông cảm là mình sẽ đá online anh em nhá. Tầm này đến thứ 5 tuần sau là chúng ta sẽ cập nhật rồi. Có lẽ là mình sẽ làm nhiều video kiểu content như thế này. Đây rồi, Marco Rashford đã bật tắt và Marco Rashford! Nếu như tiền sĩ của chúng ta ngoài đời đã cũng như thế này thì có lẽ phong độ của Manchester United đã không bết bát đến như vậy. Và hãy nhìn cái cách mà Rashford đã bật tắt cho tung ra cú này để bắt từ khu vực xa, một khu vực mà chúng ta không nghĩ rằng sẽ tạo nên được một bàn thắng. Nhưng Rashford đã làm được. Một phiên bản mà mình cũng đã có video trải nghiệm rồi về Marco Rashford Blue Lock. Mọi thứ đều hoàn hảo. Tốc độ lực sút đều rất nhanh đến từ Rashford ở phiên bản này, trừ khả năng rê bóng và khả năng dứt điểm ra rồi. Nhưng vừa rồi là một tình huống sút xa hay đến từ Marco Rashford và xử lý kỹ thuật rất hay. Rashford làm gì? Không được. Và ở trận đấu thứ hai thì có lẽ mình sẽ đổi sơ đồ sang là Manchester United mọi thời đại anh em ạ. Rashford lại ghi bàn rồi. Một trận đấu rất sáng nước của Marco Rashford. Một tình huống dứt điểm đơn giản ngay vào góc gần và đánh bại hoàn toàn thủ thành của đội bạn. Và tỷ số đã được lên làm 2-0. Ôi giời, vừa mới hết hai bàn thắng của Rashford thôi thì mình thấy cái giọng của mình đã không ổn rồi anh em ạ. Hôm qua mình đi chơi thể thao về mình uống nước đá nhiều quá, thế là nay mình đã thấy giọng nó không ổn rồi. Hôm nay mình ăn uống thứ mình cũng lại uống nước đá tiếp anh em ạ. Mình uống nước đá nhiều lắm, thế là giọng mình nghe vẻ sau hai cú hết là không ổn rồi anh em ơi. Bắt đầu có dấu hiệu là khàn khàn rồi đấy, hơi rát họng anh em ạ. Đấy, mình thì cũng hơi lười cho nên là cái lúc mà trời nó tạnh thì mình không làm video. Đến lúc mà bão to trời tối rồi mình tự nhiên lại sợ quá, mình lại mang video ra làm. Không tí nữa mình sợ nó mất điện thì thôi toang anh em ạ, không đăng được lên đâu. Nào lên nào, Rasmus Højlund, Højlund không được. Nếu anh em thấy cái à đúng rồi, trước đây thì ở kênh của mình cũng làm khá nhiều các cái về video về các cái sơ đồ các cái câu lạc bộ mọi thời đại các kiểu, mà sau một thời gian mình lại ngừng lại. Và bây giờ mình có lẽ mình sẽ làm lại ở cái tuần cuối này của eFootball 2024 anh em ạ. Và nếu anh em ủng hộ thì comment phía bên dưới những cái đội hình tiếp theo mà anh em muốn mình build để mình mang ra trải nghiệm anh em nhá. Hôm nay mình sẽ dẫn đầu với cả Man United trước. Lúc nào cũng như vậy, mình luôn đưa Manchester United lên dẫn đầu. Mặc dù là ngoài đời đang đứng ở tít đáy xã hội nhưng mà không sao cả, trong game nó sẽ lên hạng anh em ạ. Kobbie Mainoo rất tốt, Bruno Fernandes và xử lý hai đường truyền rất hay cho Højlund, không được. Vẫn không được. Quá đáng tiếc, một đường truyền khá ảo của Bruno Fernandes. Ôi ôi, sấm to quá anh em ơi, sợ thực sự luôn. Quả này mà anh em nào đang đi ngoài đường chắc là cũng hơi hoảng đấy. Mình thì thực sự là mình khá là sợ trời mưa to anh em ạ. Nhất là đi ngoài đường. Denison. Denison, ui đúng rồi, như vậy mới là Denison chứ. Cứ chạy đi, cứ dê dẻo vào. Và rồi đâm đầu vào thủ môn, tuyệt vời.
Cắt bóng hay. Sang hiệp thi đấu thứ hai thì chúng ta đang bị đội bạn ép sân khá nhiều anh em ạ. Chúng ta đang khá là cuống trong những tình huống phá bóng. Neymar không được. Nếu mà anh em nghe thấy tiếng mưa to quá thì anh em thông cảm cho mình nhá. Mình cứ dở ngương, nó cứ phải đến lúc nào mà nước đến chân mình mới nhảy anh em ạ. Ôi thôi toang rồi anh em ơi. Nhà mình mất điện luôn rồi anh em ạ. Ôi giời, vừa nhấc cái mồm dòng cái mồm này đèn tê không biết được, mất điện luôn rồi. Và cái bây giờ mình sẽ nói luôn cho anh em, lần đầu tiên mình nói đến cái giờ cụ thể mà mình đang làm ngồi bình luận cho anh em nhá. Bây giờ là 10 giờ 8 phút. À nhầm, mình số nhầm. 14 giờ, à nhầm, 16 giờ. Ồ, đúng rồi, 4 giờ 8 phút chiều anh em ạ. Lú quá. Mất điện rồi anh em ơi. Thôi xong rồi, sấm ngoài kia đánh đùng 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 ra. Có lẽ là sau mình phải đăng video bằng 4G rồi, không biết là tốc độ mạng nó có đủ để nó loát lên nhanh hay không. Mà thôi mình sẽ cố gắng anh em ạ. Đây là Kai Havertz, cú dứt điểm Kai Havertz không được. Ui mưa to quá anh em ơi. Tầm này anh em nào đi ngoài đường chắc cũng khổ lắm này. Nói chung là mấy ngày này thì anh em hạn chế ra đường, cũng là ra đường thì nên mang theo áo mưa. Cũng như là nếu mà mưa to quá thì anh em nên dừng lại và trú anh em nha, hạn chế trú ở những khu vực có cây to. Nói chung là sẽ rất là nguy hiểm những cái ngày nó như thế này. Ui. Ui, nổ ơi, vào rồi. Trời ơi, ngoài trời nổ sấm thì trong game nổ bàn thắng dành cho Kai Havertz. Một cú siêu phẩm. Và đường kiến tạo là của danh hài Onana. Và trận thi đấu cũng đang dần khép lại rồi. Nào, thổi kèn thôi. Và trận đấu khép lại với tỷ số là 2-1. À, chưa thổi á, đây rồi, thổi rồi, thổi rồi, ok. Trận đầu thì chúng ta cũng khá là chật vật ở hiệp thi đấu thứ hai. Nhưng mà Rashford cũng đã kịp lập cho mình một cú đúp bàn thắng rất đẹp mắt. Và sang trận thi đấu thứ hai thì như mình đã nói thì mình sẽ đổi một chút các nhân sự sang gọi là Manchester United mọi thời đại anh em ạ. Chúng ta sẽ thay đổi hàng công một chút, chúng ta sẽ mang lại Memphis Depay. Một trong những cầu thủ mà có lẽ là rất lâu rồi mình mới quay trở lại trải nghiệm và rất lâu rồi mới mặc trong mình màu áo của Manchester United. Hàng công thì không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo, phiên bản mà còn mặc trong mình màu áo của Manchester United. Và bên cạnh là Park Ji-sung, một con hàng quen thuộc mà mình hay để bên này để tạt nếu như mình chơi đội hình của MU. Ok, Eriksen. Đường lên bóng rất tốt và kể cả Di Maria cũng như vậy, lâu lắm rồi mình mới chơi. Đường chuyền phía bên trong dành cho Ronaldo, một bàn thắng khá là đơn giản. Bàn thắng rất đơn giản khi mà đội bạn cũng đã mải mê tấn công và công việc phòng ngự đã bị xáo trộn rất nhiều. Ôi ngoài kia mưa to quá anh em ạ. Mỗi lần mình nghe tiếng sấm là mình lại bị giật mình nhá. Khiếp tật. Đấy rồi, Depay ngày hôm nay là làm việc là đang bị sao nhãng rất nhiều bởi thời tiết này. Ronaldo pha xử lý tốt không được. Đã có rất nhiều những cầu thủ áo đỏ đã quên bẩy. Di Maria. Tiền bóng rất mượt mà. Đây rồi, Memphis Depay, đường chụp khe dành cho Ronaldo. Không dứt điểm mà chuyền cho Depay. Ui, mình định để Depay ghi bàn trong áo của MU nó mới đỉnh như. Rồi lên bóng nào. Ronaldo, dí số cũng không được. Này mà, cắt bóng tốt đến từ Wan-Bissaka. Đội bạn bây giờ kéo mắc hai vạch tấn công rồi anh em ơi. Memphis Depay. Nói chung là nếu mà không đá danh thì mình thấy khi mà mình đá như này thì Depay mà bàn thắng dễ dàng. Đá như này thì mình thấy rằng hai đội không cân sức lắm anh em ạ. Cái trận đầu tiên thì mình thấy là căng này. Còn trận này thì mình đang thấy rằng hơi một chiều một tí. Ui, ok, ảo thế nhở, Neymar vẫn đỡ được quả bóng ạ. Lên bóng nào. Park Ji-sung. Không được. Chúng ta vẫn thu hồi bóng tốt. Đội bạn đang kéo hai vạch tấn công mà lại để mất bóng như thế này thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cơ hội để có thể dùng những đường chọc khe mạnh ra phía sau lưng hàng phòng ngự của đội bạn. Khi mà hàng tiền vệ hay là hàng phòng ngự đang dâng quá cao như thế này thì chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội. Ơ kìa. Đang bảo là có nhiều cơ hội. Ơ kìa, Messi. Ui, Messi dứt điểm luôn à. Máu nhở. Đến bóng nào. Di Maria đường truyền dài từ phía sau cho Memphis Depay. Không được rồi. Tốc độ đến thời điểm này cũng đã chậm của Depay rồi. Ronaldo. Không được.
Ping pong. Cơ hội cho các cầu thủ áo đỏ. Được chuyền bóng. Ôi ui ui, Varane lên để dứt điểm. Như đúng rồi anh em ơi, đây rồi, cơ hội đây rồi. Di Maria đường chọc khe dành cho Ronaldo. Tốc độ là rất nhanh, Ronaldo ở phía bên trong. Eriksen. Khó nhỉ, mặc dù chúng ta đang có khá nhiều cơ hội để lên tấn công nhưng mà mọi thứ vẫn đang chưa thực sự là quá đẹp mắt. Bác sĩ sông cú tạt vào trong cho Ronaldo. Anh Bảy đã đưa bóng ra ngoài. Thì ngày hôm nay thì anh Bảy cũng đã có thể lập cho mình bàn thắng thứ 900 anh em ạ. Quá đỉnh luôn. Đây rồi, đường chuyền phía bên trong dành cho Ronaldo. Icario chơi đang rất chủ động anh em ơi. Rabiot. Nhà mình cũng bắt đầu ngớt mưa rồi anh em ạ, may quá, nhưng mà mỗi tội là đang mất điện rồi. Nóng. Để lúc so và thoát xuống không được. Ở kìa, cơ hội kiểu gì này, chúng ta đang không chất chiêu cơ hội một tí nào anh em ạ. Đội bạn đang áp sát khá là rát. Đấy rồi, Memphis Depay đường truyền dành cho Luxo. Tốc độ rất tốt, cú tạt bóng vào trong cho Ronaldo. Và đó là Cristiano Ronaldo. Ở cái trận đấu thứ hai này thì chắc là mình cũng không xem lại video anh em ạ. À, mình sẽ không xem lại bàn thắng tại vì bàn thắng nó đến quá nhanh như thế này. Quá chớp nhoáng. Bây giờ đang ghê, Di Maria cũng có cho mình một bàn thắng. Quá ngọt anh em ơi. Trận đấu này thì bạn đối đá hơi dưới kèo một tí. Được rồi, lên bóng nào. Ronaldo việt vị mất rồi. Eriksen. Chúng ta đang tấn công liên tục nhưng mà bạn đối vẫn không có dấu hiệu là tắt bỏ cái tấn công hay vạch đi. Di Maria đường chuyền vào trong cho Ronaldo. Hơi thiếu may mắn. Được không? Không được. Ngay sau đó là cú dứt điểm của Di Maria. Nhưng cái góc đó mình cứ thích lốp anh em ạ. Làm tí lốp lủng đi. Đấy rồi, Di Maria. Di Maria xử lý rất ấy. Rồi ôi, bạn băng ra quá chủ động. Có lẽ trận đấu này khép lại với 4 bàn thắng anh thôi anh em ạ. 4 phút bù giờ. Đội bạn phá bóng lên rồi. Ôi, chưa nhá. Eriksen, từ từ thôi. Làm bàn nữa đi, Di Maria, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, vẫn là Ronaldo. Và đó là cú hat-trick của Ronaldo. Một bàn thắng khá là ảo. Bóng đập hai cột nhưng mà vẫn là vào anh em nhá. Bóng đập hai cột đi ra ngoài nhưng mà vẫn là vào. Lú thật. Một cú dứt điểm mình cũng không hiểu lắm. Ồ, kiểu gì anh em ạ? Vẫn vào anh em ơi. Một bạn cũng out luôn rồi. Và có lẽ là mình cũng xin kết thúc cái buổi đi trải nghiệm về đội hình Manchester United mùa giải 2024-2025 ở đây thôi. Mặc dù ở trận thứ hai thì mình cũng trải nghiệm là mọi thời đại. Nhưng mà không sao cả, chúng ta vẫn có cái mark là 2024-2025 mà. Ok. Thì nếu như anh em nào đang có nhu cầu đọc coi sale, mình đang có coi sale anh em nhé. Anh em có thể liên hệ mình qua fanpage Bao Game hoặc là số Zalo mình đã để link dưới phần mô tả. Anh em có thể liên hệ mình qua đó để mình hỗ trợ đọc coi. Còn bây giờ thì bye bye anh em. À, anh em bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em. Bye bye.